Chuyện gì thế con? Sao mặt mũi nhọ nhem thế này? Oh no. Chuyện gì đây anh? Con hàng ấy, nhưng mà con chả biết trưng kiểu gì. Nó cháy đen xỉ luôn. Thôi chị cứ đi ra bán sữa tiếp đi ạ. Cái này em hỏi mẹ để mẹ chỉ cho em vậy, chứ không biết bao giờ em mới biết làm. May mà ở đây cùng với mẹ với chị, chứ không ạ thì con đốt nhà lúc nào cũng nên ấy. Trưng nước hàng ấy thì khi nào đường nó keo lại chuyển sang màu nâu thẫm thì con phải đổ thêm một ít nước vào trước, như thế thì nó mới không bị khói, không bắn lên mặt vì không khói ôm mù mịt lên như thế kia. Con hiểu chưa nào? À thì ra là thế, kiến thức này con tiếp thu được rồi ạ. Chỉ cho em đi, con tắm sửa rồi ra bán hàng nha. Con giặt cùng. Thế bây giờ con phải làm sao ạ? Thế mới là em út chủ. Cơ chủ cho tôi xin một hộp sữa chua rửa non lớp bao bì xem nào. Đây, đây. Đúng là mãi là chân ái chị ạ. Nắng nôi như thế này mà bây giờ có một hộp sữa chua rửa non, ăn vào đúng là mê, quên lối về luôn ý. Sữa chua gì mà ngon sánh mịn, xong rồi rửa non lại còn dần dần tứ vị nữa chứ. Chị đừng có mà coi thường em biết hết đấy. Đấy là chị chẳng biết gì rồi. Nếu mà trong cái nhà này bàn về sự khéo léo và chăm chỉ là không ai có thể qua được hai chị. Các chị cái gì cũng biết, con bao giờ phải hỏi mẹ chưa? Đấy, vấn đề nó ở chỗ đấy đấy. Mẹ cảm thấy như là mẹ không có giá trị ở trong ngôi nhà này, nên là em phải giả vờ như là không biết. Em hỏi mẹ để mẹ cảm thấy là mẹ có một vai trò vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong gia đình mình. Chuyện em là này. Thế nên bây giờ chị phải bù đắp cho em thêm một hộp sữa chua nữa thì mới bỏ công. Cho tính bản 2 hộp luôn nhá. Em cảm ơn chị. Nhưng mà để em ăn hết hộp này đã. Cái lứa gà này ăn tốt thật đấy cô nhỉ. Vâng. Thưa chị ơi, nóng quá. Cô đi nghỉ đi cô. Chị ơi, 12 giờ trưa có tiếng ai khóc ở đâu ấy? Chị nghe thấy không? Chị cũng nghe thấy á. Em mời. Nhưng mà sao không thấy ai nhở? Cô lấy đâu? Cô lấy chị phương trời, cô lấy mấy con đất, cô lấy mấy con chiếc bóng này rồi. Em bảo nhá, các chị hết ý, mà cả làng người ta nghe thấy luôn. Ô này, trời ơi. Sao đánh em? 12 giờ trưa cô không về nghỉ ngơi, cô đứng ra kia lóc nóc nỉ non. Bố chồng mình sống lại không đỡ được đâu ấy. Con cũng lại mẹ, 12 giờ trưa đang đứng nắng đỉnh đầu. Bà xõa tóc ra, bà mặc cái váy trắng, bà đứng dưới gốc cây. Hãi không cơ chứ? Lên! Kìa! Không chưa đủ à? Còn không nữa, bọn chị đi về đấy. Lễ tân
về quê, người người về quê. Ôi thì ông buồn à. Bản thân chị đây này, cũng không biết từ bao giờ đã quen với việc không về nhà thường xuyên rồi. Cả năm về được có một lần, thậm chí còn hơn ý. Tính ra em về nhà bây giờ em giống như kiểu là khách vậy. Em về cua ngay chị thế. Nhưng mà em không muốn giống hai chị đâu. Ơ, này em bảo, thế sao các chị không thử xin mẹ để về nhà xem như thế nào? Nhà ba nàng dâu hay là đến gì nhá? Vâng, ôi dồi ôi, mẹ yên tâm đi. Con là cũng đã học được từ các chị rồi. Bây giờ á, cái chuyện quán xuyến gia đình con làm được hết. Thế nên là mẹ cho hai chị về nhà nhá. Ba đứa cứ chỉ bảo nhau được như thế thì mẹ vui lắm rồi. Con thấy thế hợp lý, cứ làm đi. Vâng ạ. Dạ, ok mẹ. Mà mang toàn những cái thứ rẻ tiền như thế này. Thịt thà, cá bú, rau dưa ấy. Ở đây thì thiếu cái gì mà ông phải cất công mang từ quê lên đây. Mà đâu, để tôi xem nào. Đây, sâu gì mà toàn sâu mới chả xia như thế này. Rồi, trứng ấy, thì bé mà cái ngón chân. Thua xa ở đây. Dạ cô ơi, rau nhà tự trồng, trứng thì là cũng gà nhà đẻ. Hoàn toàn là sạch đấy cô ạ. Chúng nhà tôi là không dùng thuốc trừ sâu, không có thuốc tăng trọng ạ. Cho nên là cái việc mà trứng nó nhỏ, rau nó xấu là chuyện đương nhiên ạ. Chào bà thông gia. Đã thế, lần sau sang chơi, ông khỏi phải mang quà cáp làm gì. Dạ. Chị nói thế sao được. Quà cáp ấy là phải có, nhưng mà là có giá trị. Chứ còn mấy cái thứ vô giá trị như thế này ấy, chỉ có mà cho gà cho lợn ăn chứ người ăn được thế nào của này. Bà nhá, con gái nhà bác được gả vào nhà chị tôi cũng phải cất công để chăm sóc. Bác xem thế nào ấy, phải biết đường mà cảm ơn chứ lệ. Dạ tôi ông ấy là mắc một sai lầm to lớn, đó là không chịu gả con Quỳ sớm hơn. Từ ngày có con Quỳ về làm dâu đến giờ ấy, gia đình nhà tôi nhà cửa khang trang hẳn lên. Nhờ nó bán sữa mà đời sống của nhà tôi không khá hẳn lên đấy ông ạ. Chị nói thế nào ấy chứ. Cô ngươi này nhá, là công chính của thằng Sơn nhà mình. Không có thằng Sơn nó làm ở trong nhà máy sữa ấy, thì lấy đâu ra mới cho con Quỳ ra bán hàng. Công cán lớn nhất thuộc về con Quỳ đấy. Con dâu tôi nó mới biết nhìn xa trông rộng, nó dám nghĩ dám làm. Cái thằng Sơn ấy chỉ được cái chăm chỉ thôi. Con Quỳ nó mới biết nhìn nhận được cái giá trị của việc kinh doanh sữa. Nó biết vun vén cho nên là gia đình nhà tôi mới được như ngày hôm nay. Ông nuôi dạy được đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo quá cơ. Chị chồng gì không bênh em dâu lại đi bênh người ngoài. Dạ bà thông gia nói như thế tôi cũng thấy yên tâm ạ. Mà từ lần sau ấy, ông sang đây chơi ông không phải tay xách nách mang như thế này đâu. Tôi ấy, không phải là tôi coi thường hay là tôi chê bai cái gì cả, nhưng mà cái Quỳ mà nó nhìn thấy ông xách nách mang rồi là vất vả như thế này thì nó lại xót xa. Có gì đâu. Trường xá xa xôi, ông đã cất công sang đây thăm gia đình nhà chúng tôi như thế này là quý hóa lắm rồi. Đáng lẽ ra chúng tôi phải sang thăm ông bà bên đây mới phải. Ôi dồi,
là thế thời thời thế đảo lộn hết cả rồi, không chịu nổi mà. Tôi nói thật với ông nhá, tôi yêu quý con quỷ chỉ kém mỗi hai ông bà với nấy thôi.